Trong những mùa Tết thì cái bông hoa tiêu biểu cho mùa xuân của miền Nam chúng ta là bông hoa mai. Hoa mai là cái biểu tượng của những cái mùa xuân, của những mùa Tết. Không có hoa mai thì kể như chúng ta đã thiếu vắng rất là nhiều. Nó không kém gì bánh chưng, không kém gì dưa hành câu đối đỏ. Có lẽ còn hơn thế nữa, chúng ta ở trong những cái buổi mùng 1, mùng 2, chúng ta nhìn những cái xác hoa mai nó rớt ở trong phòng khách, nhìn những cành hoa mai nở vàng rực, chúng ta bao giờ trong lòng cũng thấy thư thái khi mà đi ra ngoài những cái chợ xuân. Chúng ta thấy những cái bông hoa, những cái cành mai cắm ở trong những cái bình để người ta mừng Tết và người ta bán cho những cái mùa Tết. Cái khung cảnh đó nó đã in đậm vào trong lòng của những người xa xứ như chúng ta. Và trong cái ngày hôm nay chúng ta sẽ vẽ cùng với nhau vẽ một cái cảnh mai cận cảnh, có nghĩa là close up. Chúng ta vẽ không có vẽ nguyên một cái cây, chỉ vẽ một cái cảnh thôi. Và trên đó có một số những cái bông mai màu vàng. Chúng ta nhìn lên màn ảnh chúng ta thấy đã có một cái background màu xanh giống như là một cái vườn. Một cái vườn mai ở xa xa, và cận cảnh là chúng ta sẽ có những cái bông mai rực rỡ màu vàng. Tôi bắt đầu ngay bằng cách là chúng ta vẽ cái cảnh đó. Chúng ta cũng vẽ theo cái lối mà impressionist, có nghĩa là ấn tượng. Chúng ta vẽ theo kiểu mà sần sùi, chứ không có vẽ theo kiểu mà chi tiết từng ly từng tí một. Chúng ta không có vẽ kiểu đó. Cái cành mai này nó mọc, quý vị biết là nó mọc theo cái lối mà gãy và cong, có nghĩa là vừa mềm vừa cứng. Những cành non đó thì nó mọc theo kiểu cong, còn những cái cành già đó thì nó uốn theo kiểu gãy. Do đó nó có giống như là vừa cương vừa nhu đó. Nó đẹp lắm. Không có một cái cây nào mà nó mọc theo cái kiểu đó cả. Ngay cả cây đào nó cũng không mọc theo kiểu đó. Cây đào thì cành non hay là cành già thì nó cũng mọc theo cùng một kiểu. Nhưng mà cây mai á, độc đáo của chỗ đó. Những cái cành mà già mà lớn thì nó sần sùi và nó mọc theo cái dáng vẻ của cái cành nó cứng. Nhưng đến khi mà qua những cành non thì nó lại mềm mại. Cái hình dáng của cái cành trông lại mềm mại trở lại. Chúng ta còn đang vẽ những cái cành của nó như thế này. Tức là cái cành này nó mọc ở trên đầu, trên ngọn của một cái cây mai lớn. Do đó chúng ta chỉ thấy là nó có một số những cái nụ mai như thế này. Những cái nụ của cái cây hoa mai đó nó hình
nó hình oval, tức là hình hình oval, hình thoi, chứ nó không phải là nó tròn hẳn. Khi mà đi mua những cái cành mai mang về nhà trưng đó, chắc chắn là chúng ta phải lựa cái cành nào mà nó vẫn còn những cái nụ để làm gì? Để khi mà những cái hoa mai đang có sẵn ở trên cái cây đó mà nó tàn đi á, thì những cây nụ nó sẽ mọc ra để thay thế. Có nghĩa là cái mai chúng ta khi mua như thế nó sẽ last vào khoảng ít nhất là cũng phải vài tuần. Chứ nếu mà mua một cái cành mai mà rất là ít nụ đó, thì những cái bông hoa đang có trên đó vài ngày nó rụng xuống là kể như thế, không có còn để gì để mà chơi nữa. Vì chúng ta đang vẽ những cái nụ mà nó màu đậm như này, lát nữa chúng ta cho một vài cái highlight lên, nó trông nó nhạt bớt ra. Quý vị có thể xem Quý Cường vẽ nhiều lần và có thể nghĩ trong bụng là sao anh vẽ tôi thấy nó dễ mà tôi vẽ thì nó lại thành khó. Thì cái sự mà dễ hay khó của chúng ta nó là do cái sự mà làm nhiều hay là làm ít. Nếu chúng ta làm bất cứ việc gì cũng vậy, chứ không phải riêng cái việc vẽ. Nếu mà chúng ta mà làm nhiều làm quen đó thì nó sẽ trở thành dễ hơn. Cái người mà nhà nghề đó thì nhìn cái gì người ta làm thấy có vẻ cũng dễ. Chúng ta muốn được cái tay nghề mà như là những người nhà nghề đó thì dĩ nhiên chúng ta phải phải bỏ cái thời giờ ra mà tập. Chứ không thể nào mà vừa mới tập ngày trước ngày sau mình làm nhanh mà mình làm cái dễ dàng như người ta được. Quý vị đã tập những cái chuyện này chuyện kia, quý vị đã biết rồi, chuyện nào nó cũng thế. Quý vị cũng đòi hỏi thì giờ. Những cái mà cong cong như thế này đó là những cái núm, những cái cuống của những cái nụ nó cong. Chẳng hạn như đang vẽ những cái nụ cong ở dưới này trước này, rồi bây giờ mới cho cái nụ vào, cuống trước nụ sau hay là nụ trước cuống sau thì cũng được, không có thành vấn đề. Rồi bây giờ lại cho cái highlight nó vô. Đó, chúng ta muốn cho thêm nữa thì lát nữa chúng ta sẽ cho, bây giờ thì như vậy cũng tạm đủ rồi. Có những cái nụ nó bắt được nhiều ánh sáng hơn, chúng ta cho nó trắng hơn tí, chứ không phải là cái nào nó cũng bắt cái ánh sáng giống nhau. Đó, mình cho một vài cái nụ nó sáng hơn, trông cho nó nổi, có vậy thôi. Bởi vì chúng ta vẽ đến cái phần chính của cái bức tranh, đó là các bông hoa mai. Hôm mai quý vị để ý là không phải lúc nào nó cũng chỉ có 5 cánh. Mình chúng ta cứ nghĩ là hoa mai 5 cánh là chuyện nó không đúng. Dĩ nhiên là có cái loại hoa mai 5 cánh, nhưng mà ngoài ra cũng vẫn có những cái hoa mai nó gọi là hoa mai kép, nó có đến 10 cánh, nó gấp đôi cái số cánh ra. Lý do là phía dưới của cái 5 cánh mà chúng ta thấy đó lại có thêm 5 cánh nữa. Đó, tức là hai tầng đó. Do đó trông cái hoa mai trông nó lớn lắm, trông nó dày lắm mà rất là đẹp. Nên khi mà đi lựa bông á là phải nhớ lựa bông bông mai kép cho nó mới đẹp. Mai đơn thì không thể nào mà đẹp bằng mai kép được.
Rồi còn cái bông thứ hai như thế này. Các vị thấy mình vẽ rất là nhanh, chỉ có tí xíu thôi mà đã được hai bông rồi. Rồi vẽ đến bông thứ ba. Đầu tiên chúng ta dùng cái màu vàng hơi da cam một tí, chúng ta vẽ cái nền trước. Đó là cái thủ thuật nó như vậy. Và sau đó chúng ta đè lên cái màu vàng tươi thì nó mới đẹp. Có nghĩa là chúng ta vẽ 10 cái bông của cái tầng dưới trước cái đã. Xong rồi chúng ta cho cái vàng tươi của những cái bông của tầng trên vào. Bởi vì tầng dưới nó bao giờ nó cũng đậm hơn và nó bị che bớt ánh sáng. Này, nói là chúng ta làm liền. Bây giờ cái tầng thứ hai, tức là cái tầng trên đó, mà nó tươi vàng hơn như thế.